Thưa quý vị và bà con, bước vào năm học 2020-2021, các trường học ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cơ bản hoàn thành công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy và học. Tuy nhiên, một khó khăn đặt ra cho ngành giáo dục của địa phương này là tình trạng thiếu giáo viên ở tất cả các bậc học. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Năm học 2020-2021, trường tiểu học Thăng Long ở thành phố Gia Nghĩa có 984 học sinh, tăng 40 em so với năm học trước. Mặc dù số học sinh tăng, nhưng do thiếu giáo viên nên nhà trường buộc phải dồn lớp để đảm bảo điều kiện cho các em được học 2 buổi trên ngày. Mặc dù đã dồn lớp, nhưng vẫn thiếu khoảng 6 giáo viên. Để đáp ứng được cái nhu cầu học sinh vào học tại trường thì nhà trường cũng đã buộc phải dồn lớp. Từ 5 lớp, 4 lớp 5 thì dồn lại còn 3 lớp 5 để lấy một phòng cho học sinh lớp 1. Bao giờ cũng phải ưu tiên cho học sinh lớp 1. Thành phố Gia Nghĩa hiện có 37 trường học với trên 15.000 học sinh ở các bậc học, tăng hơn 1.800 học sinh so với năm học trước. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay ở các trường là tình trạng thiếu giáo viên. Nếu tính theo quy định vị trí làm việc, thì toàn thành phố Gia Nghĩa thiếu khoảng 150 cán bộ giáo viên. Quan trọng nhất đối với nhà trường hiện nay mà chúng tôi rất là lo đó là về số lượng giáo viên chủ nhiệm trong năm học tới thì thiếu rất là nhiều. Thì nhà trường đã làm tờ trình đề nghị lên phòng giáo dục và đào tạo để bổ sung kịp thời để nhà trường chủ động trong công tác phân công nhiệm vụ trong năm học mới. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa, nguyên nhân thiếu giáo viên là do phát triển dân số cơ học, số lượng học sinh tăng, chia tách lớp, đặc biệt từ năm 2013 đến nay, Gia Nghĩa chưa được bổ sung biên chế giáo viên, đồng thời do yêu cầu tinh giản, mỗi năm ngành giáo dục thành phố phải giảm khoảng 10% biên chế. Việc thiếu giáo viên làm ảnh hưởng rất là lớn. Đặc biệt hiện nay là cái việc mà huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa giáo dục để hợp đồng thêm giáo viên, rồi tổ chức bán trú cho học sinh mầm non, thực hiện chương trình dạy học 2 buổi trên ngày đối với tiểu học và tổ chức bán trú của học sinh tiểu học là còn khó khăn. Để đáp ứng yêu cầu tối thiểu dạy và học, thì trong năm học 2020-2021, các trường học của thành phố Gia Nghĩa cần bổ sung ít nhất là 79 giáo viên. Không riêng gì thành phố Gia Nghĩa, mà tình trạng thiếu giáo viên cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương khác ở tỉnh Đắk Nông.